Xin kính chào tất cả các vị đại biểu, các đồng nghiệp, các anh chị nghệ sĩ đang ngồi ở dưới kia. Trong tay Tú đang cầm trong tay chiếc phong bì chứa kết quả của một cái giải thưởng mà Tú nghĩ luôn là ước mơ, niềm mong muốn và hạnh phúc của bất kỳ ekip, nhà sản xuất, đạo diễn và ca sĩ nào. Cũng ở sân khấu này năm ngoái thì Tú và Hồ Hà đã có cái vinh dự cầm trên tay cái giải thưởng này. Và năm nay Tú xin phép được thay mặt ban tổ chức công bố chương trình của năm 2012 sẽ thuộc về. Xin được hỏi ekip In The Spotlight đang đứng đâu trong khán phòng ạ? Ekip In The Spotlight đâu ạ? Không à, có nhận giải thưởng không? Chương trình của năm thuộc về In The Spotlight. Xin được chúc mừng ekip của chương trình In The Spotlight. Xin trân trọng cảm ơn báo Thể thao Văn hóa đã đề cử chúng tôi vào chương trình này. Chương trình này thuộc về các thành viên của công ty Mỹ Thanh và tất cả các nghệ sĩ, nhạc sĩ đã tâm huyết cùng chúng tôi từ khi bắt đầu xây dựng chương trình. Chúng tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn các nhà báo đã hết sức ủng hộ và đã ghi nhận chúng tôi, tất cả những nỗ lực của chúng tôi trong thời gian qua từ In The Spotlight số 1 cho đến nay. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn tới ban nhạc anh em. Chúng tôi đã sống với đúng với cái tên gọi của ban nhạc. Chúng tôi chính là anh em và giải thưởng này thuộc về tất cả những cái ekip của chúng tôi đã thực hiện chương trình này. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chúc mừng nhạc sĩ Hồng Tiên và ekip của mình.